Thưa với các chị, sau đây thì em xin chia sẻ thêm để chúng ta làm rõ cái việc xây dựng kế hoạch phát triển tổ hợp tác, và đặc biệt đó là cái mục xây dựng viễn cảnh, thiết lập các mục tiêu cho các giai đoạn và tiến tới là sẽ chi tiết hóa các hoạt động để đạt mục tiêu. Đấy. Thế thì nguyên nhân chủ yếu là do hôm vừa rồi thì qua một buổi làm việc đầu tiên ấy, thì cái thời gian nó bị cháy rất là nhiều, lên đến 2 hay 3 tiếng gì đó. Nói chung là mà đặc biệt là thành viên của tổ hợp tác chưa xây dựng được việc này. Vì họ chưa xây dựng được việc này cho nên em mới nghĩ đến cái việc là về nhà xây dựng cái nội dung này. Đấy. Cách làm là xây dựng kế hoạch phát triển tổ hợp tác. Thì để xây dựng được kế hoạch phát triển tổ hợp tác, đầu tiên em xin giới thiệu như sau. Thứ nhất thì đây là một cái chặng đường phát triển của tổ. Đấy, chặng đường đi này thì bao giờ cũng phải có đích. Đích đó người ta gọi là viễn cảnh. Đấy, viễn cảnh. Viễn cảnh thì nó chính là cái mục đích. Vì chúng ta thống nhất với nhau hiểu rằng là mục đích thì cao hơn mục tiêu. Đấy, nó cùng là mục. Thì mục đích cao hơn mục tiêu, và mục đích nó chính là viễn cảnh. Viễn cảnh thì có thể là 3 năm, 5 năm. Đối với các doanh nghiệp có thể là 10 năm, 15 năm. Đấy. Và người ta cứ giữ mãi nó như vậy. À, khi đã xác định được viễn cảnh rồi thì chúng ta bám sát. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta phân tích được dựa trên cái công cụ SWOT để chúng ta phân tích được điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn, để từ đó chúng ta biết được định vị được tổ hợp tác chúng ta đang yếu, thiếu, mạnh cái gì. Đấy, cơ hội, thách thức là gì thì chúng ta mới xây dựng được cái viễn cảnh này. Chứ không phải là tự nhiên chúng ta vẽ ra cái viễn cảnh. Đấy, vẽ ra mà không thực hiện được thì coi như là không. Đấy. Viễn cảnh là phải khả thi. Thì lát nữa em sẽ nói chi tiết về viễn cảnh là gì, những đặc điểm của nó là ra sao. Và thì năm 2020 là một cái năm cách thời điểm hiện tại của chúng ta là 3 năm. Em tạm thời tính ở đây là 3 năm, viễn cảnh cho 3 năm. Đấy. Thì năm 2019 này. Năm 2019 này. Năm 2018 này, và chúng ta đang ở thít đằng xa này là năm 2017. Đầu năm 2017. Đó. Thế để đạt được viễn cảnh, tức là đạt được mục đích, để đạt được mục đích thì chúng ta cần phải chia nhỏ ra là năm 2018 phải đạt được mục tiêu là gì. Đấy. Và năm 2019 phải đạt được mục tiêu là gì. Và mục tiêu của năm 2018 nó phải góp phần vào việc là đạt được viễn cảnh. Đấy. Đấy, mục tiêu năm 2019 cũng phải góp phần đạt được viễn cảnh. Đấy, tức là mục tiêu phải nhất quán với lại viễn cảnh. Thế thì khi mà với mỗi một mục tiêu ấy, thì chúng ta thường thường phải đưa ra những cái chỉ số để đo lường xem là chúng ta đạt được nó ở mức độ bao nhiêu. Đấy. Cái gì ở là bao nhiêu. Đấy. Và mục tiêu này em giải thích thêm về cái mục tiêu này như này. Khi chúng ta làm gì mà không có mục tiêu ấy, thì chúng ta sẽ không không làm được. Đó. Các chị cứ thử tưởng tượng xem, nếu mà hai cái đội bóng ra sân mà không có cầu môn thì các thành viên trong các đội thì chỉ biết là chuyền bóng, chuyền rất đẹp và rất ngon nghẻ nhưng mà không có đội nào thắng. Đấy. Cho nên là phải có cầu môn, mà có cầu môn thì người ta biết được là cần phải sút vào là bao nhiêu quả, khi nào sút vào, và sút vào bao, không phải không biết là khi nào, nhưng mà nói chung là hiệp 1 thì cần phải bao nhiêu quả, hiệp 2 thì cần phải bảo vệ khung thành như nào, giữ 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 được cái bàn thắng bàn thua ra sao. Thì đấy là cái tác dụng của mục tiêu là như vậy. Và mục tiêu thì của các năm phải đạt được viễn cảnh, phải hướng đến đạt viễn cảnh đấy. Riêng phần chỉ số ấy, thì chỉ số em lấy ở đây tại vì sao em ghi là chỉ số 1, chỉ số 2. Đây là chỉ số 2, chỉ số 3. Thế thì trong năm 2018 thì cái mục tiêu nó có thể khác với lại năm 2019. Đấy. Năm 2018 thì mục tiêu thường nó nhỏ hơn năm 2019. Đấy. À, bởi vì khi năm 2018 xây dựng mục tiêu cho năm 2018 là dựa theo những thành quả, kết quả và cái những yếu tố nội tại bên cơ, như em nói ban đầu ấy, là qua phân tích SWOT ấy, để biết được thực trạng của mình ấy, thì mới lại xây dựng được cái mục tiêu này. Và để đạt được mục tiêu thì cần phải có các chỉ số để đo lường nó để xem mình biết là mình đạt được nó ở mức độ nào. Nếu mà năm, ví dụ như đây là chỉ số 1 này, chỉ số 1 mà đạt được rồi nhưng chỉ số 2
là một cái chỉ số dài hạn. Nó đòi hỏi chúng ta là không phải là làm trong 1 năm mà phải làm trong 3 năm thì chỉ số 2 vẫn tiếp tục phải duy trì cho cái mục tiêu của năm 2019. Đấy. Tí nữa em sẽ có ví dụ cụ thể. Đã. Thế trong trường hợp mà đến năm 2019, gần đến năm 2020 rồi, nhưng mà chúng ta thấy rằng là nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Đây trường hợp 1, đây trường hợp 2. Trường hợp 1 ấy, là các anh chị sẽ thấy được rằng là dựa trên những kết quả đạt được sau năm 2019 thì chúng ta sẽ không đạt được viễn cảnh. Đấy. Do chúng ta đặt được viễn cảnh cao quá. Đấy, cao sang quá cho nên là chúng ta không đạt được. Trường hợp 2 là chúng ta có thể là thoải mái đạt được. Đấy. Chỉ có đạt được và không đạt được thôi. Đấy. Không đạt được đây, không đạt được. Không đạt được thì chúng ta cũng phải xây dựng để làm sao cái chỉ số của cái năm viễn cảnh này nó lại thấp đi một tí. Còn nếu chúng ta đạt, chúng ta cảm thấy rằng là năm 2019 đã đạt được rồi, sát 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 rồi so với lại những cái chỉ số trong viễn cảnh rồi, thì chúng ta cần phải đưa ra những cái chỉ số mang tính chất vượt qua viễn cảnh, vượt qua những chỉ số trong này. Đấy. Hết phần lý thuyết về để tưởng tượng ra được là cái chặng đường phát triển nó như này. Giờ chúng ta chuyển sang phần phần lý thuyết cụ thể đi. Sau đây em sẽ giới thiệu về cách viết viễn cảnh. Viễn cảnh là gì và yêu cầu viết nó ra sao? Cách viễn viễn cảnh, các mục tiêu hướng đến, các mục tiêu khi viết các mục tiêu thì phải cần hướng đến đạt lập viễn cảnh. Đấy. Thì viễn cảnh sau 3 đến năm thứ 3 của tổ tác nha, thì viễn cảnh phải được hiểu là mô tả, nó mô tả cái hình ảnh của tổ tác tại thời điểm năm thứ 3 hoặc năm thứ 4 hoặc là năm thứ 5, tức là tương lai tổ của tổ tác sẽ đi về đâu. Đấy. Nó là mô tả những cái mong muốn của các thành viên của, trong tổ về cái sự phát triển. Mà các bác chắc ăn cho em là phát triển là bao gồm là cả về chất và về lượng nhé. Đấy. Chất và lượng. Đấy. Cái viễn cảnh này ấy, khi chúng ta xây dựng ra nó thì chính nhờ nó thì nó dẫn dắt cái tổ tác tiến lên. Mọi người đều phải bám vào nó để phấn đấu tiến lên. Đấy, như em nói ấy, cái hình ảnh cái năm thứ 3, năm thứ 5 này hoặc năm 4, 5 năm này, năm thứ 4, năm thứ 5 này này thì nó phải dựa trên cái nội lực của tổ tác, tức là dựa trên phân tích hiện trạng. Mà hiện trạng phân tích được hay không là nhờ mà chủ yếu là dựa vào công cụ SWOT. Và phải biết được, định vị được, xác định hiện trạng thì mới biết được cái tính khả thi của nó. Đấy. Một anh chàng mà không có tiền lại chẳng có quyền cũng lại xấu trai nữa thì đừng có mơ mộng rằng là viễn cảnh của mình sẽ là năm thứ 5 tán được một cô hoa hậu đấy, được không ạ? Thì yêu cầu viết ấy, viễn cảnh ấy là chúng ta viết dưới dạng một lời tuyên bố. Đấy. Lời tuyên bố đó và có chứa các con số để đo lường cho cái tuyên bố đó. Đây, em lấy ví dụ như sau: viễn cảnh của tổ hợp tác trồng lạc thôn Ma Men, xã Say Xỉn, huyện Diệu Viên như sau. Lời tuyên bố đây này: đến năm 2020, tổ sẽ trở thành một tổ hợp tác trồng và chế biến lạc đứng đầu huyện với một số thành tựu như: một, nhỏ năng suất lạc đạt 820 kg trên bung. Đấy. Sản lượng lạc đạt là 7.000 à 1.200 tạ, và sản lượng để chế biến lạc thành phẩm là, em xin lỗi, 10% sản lượng sẽ được chế biến tại chỗ tại tổ, 10% trong tổng số 1.200 này này, và số hộ nghèo không còn nữa. Đấy. Là viễn cảnh nó phải như vậy. Đây là cái hình ảnh mà em insert đây cho đẹp thôi. Viết được cái viễn cảnh như vậy rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải viết được cái mục tiêu. Mục tiêu chúng ta cũng chuyển sang bằng đây ạ, chi tiết các mục tiêu ra. Đấy, ở trong kia có 4 cái chỉ số mà cần đạt của viễn cảnh. Đấy. Tức là năm 2020 những cái chỉ số là 820 kg trên một bung này. Đây là số kế hoạch năm 2020 này. Đấy, sản lượng 1.200 này, tạ này. 10% sẽ được chế biến thành những cái sản phẩm khác, tức là đa dạng hóa sản phẩm. Đấy, 10% này. Số hộ nghèo bằng 0 này. Đấy. Thế thì năm 2018 số kế hoạch chúng ta phải đạt được là 755. Ví dụ bây giờ đang là 720 thì phải đạt được là 755.
CEO kế hoạch năm 2019 phải tăng lên. Nếu còn có thể tăng lên được thì phải tăng lên bằng mọi cách, phải tăng lên là 790 hoặc là có số khác. Nhưng đến năm 2020 chúng ta thấy rằng là năm 2019 không đạt được, có khả năng là còn không đạt được số này, thì chúng ta đừng có để cái số này là 810 như 820 nữa. Năm 2020 là năm viễn cảnh mà, chúng ta không để là 820 nữa, mà chúng ta sẽ để là chỉ là 810 thôi. Còn nếu là thấy cái số này bây giờ đã đạt được là 800 rồi, thì đương nhiên kế hoạch năm 2020 chúng ta phải đạt, có thể là chúng ta tưởng tượng và chúng ta thấy thực tế rằng có thể đạt được nữa, tăng lên được nữa, thì chúng ta có thể đặt đây là một cái số ví dụ như là 850 chẳng hạn, vượt qua cả viễn cảnh này. Như vậy là cái số mục tiêu của cái năm viễn cảnh nó sẽ dẫn dắt toàn bộ những năm sau phải tiến hướng đến nó. Đấy, tăng dần để hướng đến nó, đúng chưa ạ? Rồi. Nhưng mà trong năm đầu ấy thì các bác để ý này, trong năm đầu ấy thì em trong cái ví dụ này ấy, em chỉ nhằm đến là tăng năng suất và sản lượng thôi. Em quên đi cái việc là cần phải có 10%, không cần bám nó. Em muốn là năm 2020 này, khi mà mọi người giàu có rồi ấy, mà tìm kiến thức nó được nâng cao rồi ấy, mọi thứ nó có khả năng mình tốt hơn rồi ấy, thì mình mới mua máy móc về và tăng một phát là 10% luôn. Đấy, đây là cái cách em giải thích với mọi người như vậy. Và mọi người tùy theo tư duy của từng tổ, mọi người sẽ có thể làm khác nhau. Đấy, nhưng mà đây là một cái ví dụ. Và khi chúng ta có một cuộc so sánh này để chúng ta xem là cái số 810 này so với số 820 thì chúng ta có đạt được viễn cảnh hay không. Nếu mà số này là cao hơn thì chúng ta cảm thấy rất là vui. Nhưng mà không đạt được thì chúng ta phải xem xét lại trong những lần lập kế hoạch tiếp theo. Đây chẳng qua là một chu kỳ lập kế hoạch thôi, không có gì khác cao xa cả. Thì để ra được cái bảng này thì chúng ta chia ra thành những cái mục tiêu nhỏ ra như này, trẻ trẻ nhỏ ra như này, và cách viết như sau. Tiếp theo cách viết, đây là viễn cảnh này, với cái bảng Excel như vậy chúng ta sẽ làm cái phương pháp viết mục tiêu. Đấy, mục tiêu cần đạt năm 2018 đây ạ. Mục tiêu thì được hiểu là cái đích mình cần đạt trong ngắn hạn, thường là có thể là một trận đấu đấy chẳng hạn, hoặc là có thể là 1 giờ. Nhưng thường trong những cái kế hoạch này nó phải là 1 năm hoặc 2 năm. Đấy, thì cái mục tiêu này nó là cái động lực để thôi thúc dẫn dắt chúng ta tiến đến viễn cảnh như em vừa mô tả. Thế thì khi yêu cầu viết thì là gì? Có các chỉ số để đo lường. Đấy, các chỉ số này phải góp phần và hướng đến là đạt được viễn cảnh, góp phần hướng đến và đạt viễn cảnh như bảng Excel vừa nãy. Và cái này nó phải có tính chất thách thức. Đấy, nó giống như là thách thức. Ở đây thì em lấy ví dụ như này này, một cái anh chàng mà yêu một cái cô gái ở trong thang điểm 5 về độ sinh, trên thang điểm 10 độ sinh đạt được, người ta phân chia thành từ 1 đến 10 chẳng hạn, anh ta đã yêu một cô có độ sinh là 8 rồi chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta viết mục tiêu nó phải là nâng lên thành 8,5, thách thức một tí. Đừng có viết mục tiêu là tán lấy cô có điểm xinh đẹp là 7, như thế không có thách thức mà nó sẽ không dẫn dắt chúng ta đạt được đến viễn cảnh. Đấy, dựa trên cái phần viễn cảnh ở trên đây, đấy, dựa trên cái phần viễn cảnh này, 4 cái chỉ số này, thì đây là một cái ví dụ mà mục tiêu năm 2018 của tổ hợp tác trồng lạc thôn Ma Men, xã Sai Sỉn, huyện Rượu Bia. Năm 2018 phải đẩy cái thứ nhất là năng suất lạc tươi từ 720 kg trên bung lên 755 kg trên bung. Cái này là dựa trên bảng Excel đây. 720 lên 755 đây. Đấy. Tăng sản lượng lạc của tổ từ 818 tạ trên năm lên 950 tạ trên năm. Để đạt được cái mục tiêu này thì chúng ta phải xây dựng cái kế hoạch hành động. Em viết như này để cho thể hiện là cái kế hoạch này nó đáp ứng cái mục tiêu này, nó nhỏ hơn đáp ứng mục tiêu này. Thì cái kế hoạch thì tùy theo mỗi người, chúng ta có thể đưa ra cả những cái cột, ví dụ là người chịu trách nhiệm, rồi thì thời gian, địa điểm, ngân sách, nguồn nguồn ngân sách nữa. Ví dụ nguồn là tổ có bao nhiêu và có thể đi xin được bao nhiêu, hoặc là còn tận dụng các cái nguồn tài trợ của trong trong huyện, của các chương trình nông thôn mới hay là chương trình mục tiêu quốc gia khác chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta có thể chia nhỏ cột ra, nguồn nào để đạt được cái mục tiêu này. Thì em đưa ra
năm cái hoạt động cần phải làm. Khi mà làm được năm cái hoạt động này, nó sẽ giúp đạt được hai cái chỉ tiêu này. Đấy. Cứ như vậy chúng ta xây dựng cho năm 2019. Năm 2019 em vẫn để cho hai cái mục tiêu này. Có thể viết thiếu, tại vì em đang đăng cái bài này em đang hướng dẫn thôi, cho nên là có thể thiếu đi một cái một chỉ số về giảm hộ nghèo nữa. Chỉ số thứ tư nữa. Chỉ số thứ tư 1 2 3 4 ấy. Thì em chưa kịp cho vào đây. Nhưng mà để làm cho nhanh thì mọi người tưởng tượng ra thôi. Lại phải làm đây là 219 nha. 19. Đấy. Và để đạt được cái mục tiêu này thì phải xây dựng kế hoạch hành động. Cái hành động này lại liệt kê ra tên hoạt động, mô tả nó, thời gian là bao nhiêu, tháng mấy. Tháng mấy thì bản thân tổ phải xác định để cho làm sao hợp với mùa vụ. Địa điểm thì làm ở đâu. Ngân sách thì cũng như tương tự như phần trên này. Cứ như vậy chúng ta sẽ xây dựng được là kế hoạch hoạt động cho từng năm. Đấy. Kế hoạch hoạt động cho từng năm. Và thực hiện được các hoạt động đó thì sẽ đạt được viễn cảnh. Và kế hoạch hoạt động này có thể bị tăng giảm do là cái sáng kiến của mọi người nữa. Đang làm thì có một sáng kiến mới, lại họp, lại đưa ra thêm bổ sung thêm hoạt động. Đang làm lại thấy có những cái cần phải cắt giảm đi, lại xóa hoạt động đi. Điều đó là không sao cả. Cốt chúng ta sẽ đạt được cái viễn cảnh này. Đấy. Thế trên đây là toàn bộ cái phần chia sẻ của em. Thì rất mong là các anh chị nghiên cứu cái phần này. Khi mà nghiên cứu thì chúng ta sẽ ấn nút tạm dừng để chúng ta có thể đọc nó thuận lợi hơn. Bây giờ thời gian nó cũng là 12 giờ đêm rồi, em cũng xin phép được đi ngủ. Chúc các chị ngày mai vui vẻ và hoàn thành tốt mục này.